thương mưa nắng, xin chờ nhau tháng ngày, tay trong tay nhau theo vòng xoay xứ trắng. Dòng đời như con sóng sao cứ lao đao, tìm lại mùa xuân trong tình người. Tình yêu như trăng sao ta mãi chờ, dù nhiều phong ba ta vẫn yêu người. Yêu em yêu xứ trắng, trắng trong tình yêu này, lòng hỏi lòng có yêu nhau không. Yêu em yêu xứ trắng, nở hoa miền đất này, lòng nhủ lòng hãy sư trắng, nở hoa miền đất này, lòng nhu lòng hãy hãy yêu nhau đi. Thiếm Diệp, năm nay làm bánh trễ gì thiếm? Làm trễ để được lâu mày ơi. Ủa Phúc, bữa nay không đi làm hả? Hào Phát cũng 16, cuối năm cho nghỉ Tết rồi. Anh tính đi đâu vậy? Tính ra chợ mua chút gì ăn Tết. Chứ không phải đi đón chị Dương hả? Chị Dương đi chơi với Thiếm Lâm rồi. Thì tách Thiếm Lâm ra. Chuyện qua rồi, không còn chuyện đón đưa nữa đâu. Mày đừng có như vậy nghe Phúc. Bộ mày tính làm muối con Dương suốt đời hay sao? Mạnh ai nấy lo. Tôi bây giờ chỉ có Dương như người hàng xóm, như vậy thấy dễ chịu hơn hả Thiếm? Thằng miếu xẹo hết phá được mày rồi, còn sợ gì mà ổng làm tới đi tài. Cái xe này kỳ quá, mới sang đã hành tao rồi. Sên của anh bị giãn quá rồi, thay sên mới đi. Không ngờ lúc này mày có thêm người sửa xe nữa. Xe ở nhà hư hoài, sửa riết rồi quen anh ơi. Phụ tao xách đồ vô coi, để lên. Chào cô Mỹ Lệ, cô đi đâu mà ghé nhà tôi vậy? Em tới thăm anh chứ đi đâu, sẵn có chút quà Tết cho gia đình anh nè. Sao cô biết tôi ở khu này? Trái tim em chỉ đường cho em. Đây là má của tôi. Chào Thím. Đây là Mỹ Lệ, con gái ông chủ Hào Phát đó má. Chào cô, đưa cổ vô nhà mời nước đi Phúc. Xin lỗi, tôi đang bận tay, không thể tiếp cô được. Vậy con đứng đây coi anh Phúc làm được rồi. Anh Phúc biết làm bánh không? Vậy cô đến đây coi tôi xay bột nè. Xay bột làm bánh gì vậy anh Phúc? Bánh tổ. Cô biết bánh tổ là gì không? Biết chứ, qua Tết á người ta cắp bánh tổ chiên, bánh vừa giòn, vừa dẻo ngọt, thơm mùi nếp với đường mật nữa. Anh Phúc, không lẽ anh để em cầm gói quà này rụng tay luôn sao? Nhận đi anh Phúc. Cô để xuống đó đi, tôi đang bận tay. Cô tới chơi là quý rồi, cô cho quà nhiều quá, gia đình tôi không có gì. Cô cứ để xuống đó đi, tôi đang bận tay. Tôi để đây nghe cô Lệ. Số bột nếp này làm được bao nhiêu cái bánh tổ hả anh Phúc? Cô hỏi má tôi á, tôi không có đoán được. Đống bột này làm được hơn 50 cái, loại vừa và lớn. Làm chi nhiều vậy Thím? Vừa để ăn Tết, vừa để dự trữ. Dự trữ thứ bánh này để làm gì? Ăn chơi một miếng thì được, chứ ăn thế cơm hả?
ngán chết. Tình hình lộn xộn quá, giá cả ngoài chợ cứ trồi sụt hoài. Nghe người ta đồn chiến tranh sắp nổ ra, không chết vì bom cũng chết vì đói. Cô về mà hỏi lại ông bà cha mẹ cô thử coi, có ai mà không trải qua như lúc ăn đọt lá vỏ cây không? Chuyện đó đã xảy ra với dòng họ nhà con từ đời sửa đời xưa rồi. Mà thím lo nhiều để làm gì? Nếu nhà mình thiếu gạo, con sẽ cho người đem một bao gạo chỉ xanh đến đây cho thím. Mấy bà đi mua gì nhiều vậy? Mấy bà ở nhà nên không biết, chứ ở chợ người ta đồn việc cộng sắp bánh tới. Kể từ ngày mai ở chợ không có bán gì hết. Tôi mua được mớ cá biển về muối phơi, giá hôm trước chỉ có 2 đồng một ký, bữa nay tới 10 đồng một ký. Mắc nhưng tôi cũng bấm bụng mua. Bây giờ tôi phải đi ra chợ mua thêm gạo với lại cá khô. Sao chị Diệp nghe tin mà tỉnh queo vậy? Bộ định ăn bánh trừ cơm hả? Bỏ đó đi, cho tụi nó muốn làm gì làm. Bây giờ tôi với chị ra chợ mua thêm đồ dự trữ đi. Bà định vét hết của để dành đi mua thức ăn hay sao? Sắp có đánh nhau, không có chợ búa. Ông định để tiền làm gì? Bộ định ngồi ngó no hay sao? Tôi cam đoan á, mấy bữa nữa gạo mắc hơn vàng á. Anh Phúc, sẵn có xe nè, mình đi một vòng chơi đi. Bộ cô không thấy tôi đang xay bột hả? Bỏ đó đi, mình ra chợ mua gạo với đồ hộp đem về. Tôi đâu có giàu đâu mà mua đồ hộp. Em có mang theo tiền nè, anh lo gì? Tiền của cô, sao tôi lấy mua đồ ăn cho nhà tôi được? Má tôi la chết đó. Sao anh khách sáo với em quá vậy? Ôi, nãy giờ lo nói chuyện mà không để ý. Cái cô gái đó là bạn của ông Phúc phải không chị Diệp? Cổ là con gái của ông chủ Hào Phát. Chà, thằng Phúc coi vậy mà số đỏ dữ ha. Quen toàn con gái nhà giàu không à. Thím nói gì kỳ vậy thím Lâm? Cô gái này có ý tốt, rủ mày đi mua đồ ăn, sao mày từ chối chứ? Mai mốt đã là vợ chồng thì đâu có phân biệt của chồng của vợ đâu. Nổ ở đâu vậy cả? Chuyện gì vậy Kiệt? Sao mày biết tao ở đây mà tới? Mấy đứa thợ nói cô đem quà qua cho ông Phúc, cậu Tiền kêu cô về. Xe của nhà chứ đâu phải của riêng ảnh. Mày về nói lại với anh Tuyền, tao lấy xe đi chơi, chiều mới về. Ông chủ nói tình hình lộn xộn lắm, khu này có gì cậu nằm dùng, nên ông chủ lo, kêu cô về gấp. Tôi thấy cô nên về, nếu không ông chủ sẽ lo cho cô đó. Hay là tối mai anh tới nhà em? Để làm gì? Em có việc nhờ anh, vậy nha, em về. Má thấy cô này khó coi quá. Sao hả má? Quần áo thì xe xua, son phấn coi bộ không được đàng hoàng. Tánh tình thì cũng vậy, coi bộ không biết ý tứ. Muốn gì thì dòm là thấy liền. Ráng lễ nghĩa mà lại thiếu lễ nghĩa. Nói chuyện với người làm như bổ củi. Còn tới thì làm bộ thưa, tới khi về không biết trình ai hết. Con không nên quan hệ với cô ta. Má sợ có ngày sẽ gặp chuyện không hay. Con cũng thấy giống má, nhưng con làm công cho nhà người ta, làm sao mà không giao thiệp được. Nói vậy thôi chứ má yên tâm, con không bao giờ thích người như vậy đâu. Ủa, cái gì mà nhiều vậy cả? Cô Thủy Trúc mua đồ dự trữ. Cái con nhỏ này bày đặt, lo chi cho mau già không biết. Mày không biết lo thì cũng trở thành cái già chứ có trẻ hồi nào đâu. Bao nhiêu đó? Dạ 2 đồng. Cảm ơn không? Tại anh hết đó. Cứ ai mê tôi anh cũng chê. Tại mày có giá quá chứ sao? Lùng mà thích trèo cao. Toàn kiếm những thằng gì đâu á, nó làm cho tàn đời mày. Cứ kiếm đứa nào lùng lùng như mày mà đàng hoàng tử tế tao gả cho. Tôi đã lùng, chồng tôi lùng nữa, đẻ ra mấy cái hụt mít hả? Sao cô không kêu người khiêng vô giùm cô? Vợ thằng Vinh sanh, tao cho nó về nhà rồi, một mình tao khiêng sao nổi. Thôi, hai cô cháu mình làm đi. Ừ.
Thôi còn bao đó, mày khiêng vô luôn đi, tao già rồi mệt quá. Hổm rày đi đâu mất biệt kìa, làm ta mong. Mong chi cho mau già. Già đâu mà già. À, em trẻ như chim sẻ. Sắp Tết rồi nhớ không? Nhớ sao không? Năm nào cũng hẹn qua Tết, qua Tết. Tám cái Tết trôi qua rồi mà mối tình này chưa có cái kết đẹp. Đời chưa đẹp thì làm sao anh mang cái kết đẹp lại cho em được. Mà cái ông anh hai của em á, dễ gì mà gả em cho cái thằng kiết xác như anh. Qua Tết này ổng mà không gả, em vẫn cứ lấy. Em cũng kiết xác như anh, lấy gì mà sống. Trời ơi, sao cuốn tiểu thuyết anh viết gì mà dài mà lâu vậy không biết. Anh phải trau chuốt cho tác phẩm của mình được trang trọng chứ. Nghệ thuật mà. Có tiền không? Cho anh mượn đỡ một ít, mua giấy bút. Anh nói riết rồi em không tin nổi. Cái nghệ thuật của anh nó ở đâu đâu á, nó không đem lại lợi ích gì cho đời thì đời nào mà đem lại lợi ích gì cho anh. Em đừng có nông cạn. Tôi không có tiền cho anh đâu. Sống sâu sắc chút đi mà, Mạnh Thường Quân. Tốn công tốn của cho anh biết bao nhiêu rồi mà anh cũng vậy. Ôi, người đàn bà vĩ đại sẽ tạo ra người đàn ông đại gì. À không, vĩ đại luôn. Tôi chỉ muốn làm người đàn bà bình thường thôi, có chồng, sinh con đẻ cái, chứ làm người đàn bà vĩ đại như vậy tôi không ham. Nè, có thơ cậu Phúc gửi cho con nè, đọc đi coi có chuyện gì không. Thôi Vú ơi, chuyện riêng của con mà. Mấy cái chuyện đó tôi có lạ gì mà cũng không ham bằng coi mấy tuần cải lương đâu. Đọc thứ ai mà cười khoái chí vậy? Đâu có. Con đọc toa thuốc. Đưa đây. Không, không được. Ba biểu đưa là đưa. Đưa đây. Thủy Trúc ơi, ơi, đêm nay anh trằn trọc không ngủ được. Không ngủ được kệ cha mày, mắc mớ gì tới nó. Ba Kỳ, con không ngủ được hồi nào. À, nó. Kệ cha mày, mắc mớ gì tới con tao. Nhớ lại chuyện ngày xưa khi còn đi học. Toàn là chuyện chuột bỏ ếch nhái. Tao không thấy có chuyện gì là đẹp hết, mà mày cứ mơ mơ màng màng. Ba làm sao hiểu được tuổi trẻ tụi con. Tao cũng đã qua thời tuổi trẻ rồi, chứ có già sẵn vậy đâu. Mỗi thời mỗi khác, mỗi người mỗi khác ba. Chuyện gì cũng đẹp khi người ta đồng cảm. Vàng bạc không có thì không có đồng, không có cảm gì hết. Tao sinh ra mày không phải đi đi cặp đất mà ăn, nghe chưa. Cứ gặp thằng có tiền thì ba mày mới gả. Chắc rồi cũng phải ế giống cô thôi. Thà ế tao nuôi, chứ để thằng khác nuôi đói nuôi khổ, tao không chịu được. Nói vậy thôi, chứ đừng lo. Đến cô mà còn có người lo, mày không có sợ ế đâu. Con không sợ ế, con tức vì ba con xử sự. Thôi, mấy ông già xưa đó nói gì thì cứ nghe, để đó rồi im lặng làm theo ý mình. Tới lúc nào đó ổng cũng phải nhận ra là chính ổng ngày xưa cũng đâu có làm hết theo ý ông sơ bà cố đâu. Nếu ai cũng sống cũng nghĩ như người đời trước thì ngày nay chắc không khác gì thời Nguyên Thủy đâu. Chuyện này nguy hiểm lắm. Bà ta đang bị tình nghi là đi theo diệt cộng. Tao chạy chọt cửa giùm cho bà, người ta lại nghi ngờ tao theo diệt cộng thì oan cho tao quá. Mấy ông không có chứng cớ để ghép tội của ba, cổ là người tốt. Chú xin cho cổ đi chú.
Đàn bà thì làm được cái gì đâu mà mấy ông sợ, mấy ông bắt. Anh à, coi cứu được người ta thì cứu đi anh. Thời buổi chiến tranh loạn lạc, phe này chống phe kia, cứu được người tốt thì mình ráng cứu, biết đâu gặp thời may được giải thoát, người ta mang ơn mình. Cái đầu tao không biết có còn cho tới lúc người ta trả ơn không nữa. Anh đừng nghĩ tới ơn huệ gì hết, cứ cứu được người ta là tốt rồi. Rồi, để tao dò hỏi kỹ rồi làm cho chắc ăn. Con tin chú sẽ cứu được cô ba mà. Ờ. Tôi đi ngang đường thấy bán mớ cá tươi, tôi ghé cho con xíu. Cảm ơn anh, má con tôi có đồ ăn rồi. Dương đừng nói vậy, suốt mấy năm qua không tới lui thăm má con Dương, tôi buồn dữ lắm Dương biết không. Giờ Dương có nói gì đi nữa thì tôi cũng cứ làm những gì tôi thấy là tốt. Làm những gì người ta không cần thì có ý nghĩa gì đâu anh Tài. Phương, mày đâu á? Con tới nhà bạn. Ở nhà, mày không đi đâu hết á? Mày mở mắt nhìn mọi người đi, ai cũng lo chuẩn bị lương thực, vật vã tới bây giờ, mày cũng muốn ông ai ông mẹo nữa hả? Bom nổ vài lần lại ngưng, đánh nhau đâu mà đánh nhau. Ở nhà ngợp thở muốn chết à. Con qua nhà bạn chơi chứ có ông mẹo gì đâu. Tao kêu muối trứng chưa? Rồi, không tin ba vô coi thử đi. Mày liệu hồn với tao vậy mày? Đồ gái hư. Sao ba chửi con hư? Trứng muối mà mày đổ một hũ đường vô là trứng gì mày? Tại vì để mắm muối đường gì lộn xộn trong bếp, ai biết. Thì tôi mua muối đường gạo dự trữ ở đó là đề phòng có đánh nhau. Khi xài thì phải biết để ý chứ. Con gái lớn tầm ngồng rồi, không phân biệt được cái nào đường cái nào muối, còn đổ thừa nữa hả? Con gái trong nhà phải lo sắp xếp, chăm sóc lại cái bếp. Tao chửi mày hư hỏng đâu có oan ức mày chỏ mỏ mày cãi lại hả mày? Đi vô làm lại. Đi vô làm lại. Đi. Thím Diệp, thím Lâm. Ủa, bán đắt sao về sớm gì vợ sáu tỷ? Làm gì mà đắt thím ơi, cận Tết rồi, ít ai may áo lắm. Với lại đang lộn xộn, người ta lo ăn, chứ ai lo mà. Ừ ừ, đúng rồi, hôm rày tôi nghe người ta nói là sắp có đánh lớn. Sao thím biết? Đang đánh với sách gì? Ở đâu hả thím? Hôm qua tôi ghé nhà má tôi biếu quà Tết, tôi thoáng thấy ở cửa sau nhà má tôi có một nhóm người mặc đồ đen, đầu đội nón vải, tay cầm súng, có băng đạn quấn ở thắt lưng nữa đó. Mấy người đó là ai vậy thím Sáu? Việt Cộng. Lúc đó tay chân tôi quíu lại, đứng dậy không nổi á. Nhưng họ có dễ sợ không thím? Đâu có, họ cũng như mình thôi, mặt mũi hiền lành lắm, chỉ có điều hơi xanh vì thiếu ăn mất ngủ. Thấy tôi sợ nên một cô gái mới nói: tụi em chỉ đánh kẻ ác thôi, chị đừng sợ. Nghe vậy tôi mới hoàn hồn đứng dậy nổi đó chứ. Phải chi đừng có nổ ra chiến tranh. Nhìn mọi người quây quần như vậy, tôi muốn sống lâu hơn. Thì vui được lúc nào hay lúc nấy, đầu mình sẽ nhẹ hơn ông à. Trong lúc này có chú Ngủ kể chuyện xưa thì càng vui hơn. À, tôi cũng đang thèm nghe cái giọng kể rè rè của chú đây. Đúng rồi, Phúc, mày đi kêu chú Ngủ đi. Dạ, lẹ đi con. Đi đi, lẹ đi. Ông mở to con mắt nhìn ra ngoài sân kìa, coi nhà người ta chất đầy đồ ăn, còn cái nhà này chỉ còn hai lon sữa bò gạo à. Mai mốt giặt giả tới, ông đem ba cái chữ nghĩa của ông ra nhai nuốt luôn nha. Chứ bà muốn tôi phải làm cái gì? Thì lấy giấy viết ra, viết chữ như mọi năm là có tiền rồi. Trời ơi, giặt giả tới nơi rồi ai còn nhờ tôi viết chữ chúc phúc nữa. Giặt tới sợ gặp nạn nên người ta cần chúc phúc, chỉ tốn có vài đồng thôi mà tai qua nạn khỏi, ai mà không muốn. Con chào chú thím. Chú Ngủ, bà con mời chú ra kể chuyện đời xưa kìa. Thôi đi, lúc này mà. Được, chú Ngủ ra liền. Mặc áo vô đàng hoàng đi, ra kể chuyện cho anh ta. Có cách kiếm ăn mà còn từ chối gì nữa. Chữ nghĩa tới lúc xài rồi, giữ trong đầu không sợ nó thiêu thúi hả? Chữ nghĩa chứ có phải là cơm đâu mà bà sợ thiêu thúi. Bà lúc nào cũng tiền. Nghe mày đặt chê tiền. Mày đi đi. Mà ông nhớ nè, kể chuyện tới cái đoạn gai cấn là ông ngừng lại cho người ta bỏ tiền vô lon nha. Rồi nè, bận cái áo vô rồi đi đi. Lẹ lên. Ê,
ai tới kìa, chú Từ Ngủ. Chú Từ Ngủ, chú Từ Ngủ, kể chuyện gì nghe đi chú. Sao giờ muốn tôi kể chuyện gì? Kể đi chú. Kể chuyện ta vô ký đi chú. Thủy Hữu chú. Vô lại lên bà Tư. Con mới được thả nè bà Tư. Trời Phật phù hộ độ trì, mày không bị sao chứ? Mai Phước làm sao? Con được bọn ông cảnh sát cứu giùm á. Tao biết, thằng Phúc bạn con Ngọc nhờ dượng bạn nó cứu đó. Nhờ mợ nói với nó, con gửi lời cảm ơn. Kỳ này con vô cứu luôn. Ờ, thằng Sáu cũng mới đi nè. Dạ. Con đi phải thận trọng nghe. Dạ, con đi nghe. Ờ. Thằng quỷ, mày chịu giác mặt về đó hả? Đưa cặp gà cho má tao coi. Cặp gà để đâu vậy tay? Bỏ tiền mua chứ không phải ăn trộm đâu má sợ. Má làm mấy món, mai còn mời mấy ông lớn đến nhậu. Nè, 400 đồng cho má nè. Mày cho má 400 thiệt hả? Tiền đâu nhiều vậy tay? Má không thấy tôi mặc áo lính à? Đi lính Việt Nam nhưng mấy ông Mỹ trả tiền. Mỗi tháng tôi lãnh được 2.000. Ê, tụi bay muốn có tiền theo tao đi lính. Thằng chó, ai ngu theo mày hả? Ê, thôi mà buông ra. Chính thằng chó nó đánh tôi. Nó kêu bọn lưu manh đập nát cái xe của tôi. Buông ra. Tao biểu mày thôi. Tôi không đập được nó là chết còn hơn. Buông ra. Đừng có vô đi. Không phải lúc lại. Tụi nó có súng, mày đánh nó, nó vu cáo mày tội đánh lính quốc gia, vậy là rồi đời mày hiểu không? Buông ra. Bữa nay tao mặt hai anh em mày có dám đánh tao không? Thiếp ngủ, kêu ông Tài về đi. Tài về nhà phụ cắt con gà với má. Chị cũng dẫn thằng Lợi về đi. Tôi là người đẻ ra thằng Tài mà nãy giờ nó chửi con tôi chó đẻ mấy lần, mấy người không nghe mà đứng yên ở đây hay sao? Mọi người thấy không, nó thấy tôi hơn nó, nó ghen nó ghét. Muốn đụng tới thằng này hả, không có dễ đâu. Mày mà đụng tới cái áo của tao, tao cho viên cầu đồng vô rồi mày liền. Thằng chó, mày giỏi bắt tao đi. Thấy chưa, thấy nó chửi con tôi chó đẻ nữa thấy chưa? Mày ham đánh lộn lắm phải không? Mày muốn chết để mày chết, đừng cản nó đúng không? Thôi đi Tài, cho bác xin lỗi. Anh em có chuyện gì thì nói, không được dùng tới súng. Tài, súng ở trên đưa cho mày để mày bảo vệ xóm làng, chứ không phải để mày ra ngoài ở đây. Mày bắn thằng Lợi đổ máu, mày chấm mày có yên thân không? Gương thầm yếu sẹo mày phải có chừng. Tao khác yếu sẹo. Mày đừng mượn gì cộng hù tao. Tao thấy thằng gì cộng nào tao bắn thằng đó. Ở trên có lệnh rồi, thằng nào con nào chứa chấp gì cộng xử luôn. Thôi đi về. Vô. Mày vừa phải thôi. Mày phải để cho tao sống được ở cái xóm này nữa. Cả cái xóm này coi thường má. Má còn ham sống ở đây làm gì nữa. Mày có mua được cái xóm có người chịu ở chung với tao không mà mày nói như vậy hả? Vô. Sao cản tôi? Nhìn giúp qua chịu sẽ nổi. Nó có súng, ở trên tụi nó mượn tay thằng này khiêu khích mày. Chỉ cần mày ra tay là mắc mưu tụi nó, cả nhà này sẽ bị chụp mũ mày biết chưa? Nói kỳ vậy? Lúc trước nói với tụi Lâm Anh đập tôi, đập chiếc xe. Bữa nay tôi đập lại nó, mắc mớ tụi nào nữa? Phúc nói đúng cái lời. Thằng Tài về đây không phải chỉ muốn đánh nhau với em đâu. Tụi ở trên muốn dùng thằng Tài để nhử Việt Cộng ra mặt đó. Ủa, hai anh đi đâu mà khăn gói trên vai vậy? Anh có lệnh phải rút đi nơi khác. Lệnh ai đưa tới? Con chào chú Thím. Ủa, người này là ai? Vô nhà tôi hồi nào vậy? Đây là anh Bảy Cầm, cũng là người cùng đi với tụi con đó chú. Vì có chuyện gấp, con xin lỗi đã làm cả nhà giật mình. Báo cáo với anh Sáu, anh em đã tập hợp đủ. Còn anh em nào nữa? Thưa chú Thím, tụi con cần xuống hầm để lấy một số vật dụng. Đi. Lâu nay tụi bay giấu súng đạn với hầm nhà tao hả? Ba má, hai ảnh không cần phải che giấu chú Thím nữa đâu Phúc à. Tụi con là quân cách mạng. Chú Thím đừng sợ, tụi con chiến đấu không phải chỉ đánh bọn cường hào ác bá, mà còn đánh bọn xâm lược nữa chú Thím à. Nếu tụi con không thương, không vì đồng bào mình, thì tụi con đã không chịu đựng, chịu nhục lẫn trốn bấy lâu nay. Thời cơ đã đến rồi, đã đến lúc tụi con phải cầm súng đánh thẳng vào kẻ thù. Tụi con cảm ơn chú Thím đã cưu mang bấy lâu. Giờ tụi con phải lên đường.
Ba ba, con thấy ba đừng nên ra. Mặt ông thất sắc dữ lắm. Tụi nó vừa hỏi ông bực mình là bể hết. Vô nghỉ đi. Mày cũng trốn vô trong đi. Mở cửa, mở cửa. Tụi nó đâu rồi? Tụi nào anh Tấn? Mấy thằng Việt Cộng ở nhà mày đâu rồi? Ai là Việt Cộng trong nhà tôi? Anh đừng có giỡn vậy, chết tôi. Tính tôi hay giỡn lắm hả? Cậu cũng từng là đội trưởng nhân dân tự vệ, cậu không biết tính tôi sao? Anh còn nhớ tôi từng là đội trưởng nhân dân tự vệ là tốt rồi. Gần cấp trên, ít nhiều tôi cũng hiểu luật pháp quốc gia. Tội gì chứa chấp họ ôm khổ vào người? Không tin, anh cứ cho tôi nó lục xét. Nếu thấy một người lạ mặt trong nhà tôi đưa hai tay cho anh còng liền. Không lục xét hả anh Tấn? Không có đâu. Dù có tụi nó cũng đã trốn thoát rồi. Về. Ba má ơi, lại Quan Âm phát đại nạn rồi. Tụi thằng Sáu rút đâu mà lẹ vậy? Sợ quá. Chậm chút xíu nữa thì cả nhà mình vô trại giam Chí Hòa ở. Hay ra cùng đạo nghỉ mát dài hạn rồi. Đừng có nói bậy. Lỗi, đi đâu vậy? Qua nhà của Ngọc. Qua nhà nó làm gì? Hôm qua trái hướng nhà Ngọc. Không biết nhà Ngọc có bị cháy không? Có cháy á thì nó cũng bỏ của chạy lấy người mất tiêu rồi. Giờ này tới làm gì? Nhưng Ngọc là bạn học của tao, cũng là bạn của mày. Nhà nó gặp nạn, mày không lo cho nó hả? Con gái mà xấu bụng như mày á, không có ai thương đâu. Tốt bụng Phượng sẽ được thương thiệt hả Lợi? Chứ làm sao nữa. Vậy thì đi thương người. Để Phượng vô lấy xe là chở Phượng nghe. Ủa, bé Phượng, lúc này dám ra đường hay sao? Ông dám, sao tụi tôi không dám? Dạ, con tới coi nhà bạn con bị cháy. Vui ghê ha. Nhà bạn cháy mà rủ nhau đi coi. Coi khỉ móc, tôi lo cho người đó, có bị sao không? Mày lo cho ai thì cứ đi một mình. Để con gái người ta ở nhà, lỡ ra đường, bơm rơi đạn lạc thì sao? Thôi, nghe chú này nói ghê quá à. Phượng không đi nữa đâu. Vậy đi, càng hay, đợi dướng chân tao. Mượn xe nghe. Bộ tôi già lắm thì sao mà cứ kêu bằng chú? Kêu chú hoài mắc cỡ quá. Cũng gần bằng ba tôi rồi, không kêu bằng chú la rồi sao? Không có la, cứ kêu bằng anh Tấn. Kêu bằng anh tôi còn thưởng nữa. Sao thưởng? Vì thấy mình vẫn còn trẻ trong mắt ai đó nên thưởng. Thưởng lớn nữa nè. Thưởng đi. Ông làm quỷ gì vậy? Hôn. Làm quen kiểu Mỹ. Tôi chỉ quen kiểu Mỹ tho mà thôi. Goodbye, see you again. Bà Lâm ơi, bà Lâm. Bà Lâm ơi, bà Lâm cứu mẹ con tôi với. Sáng nay tôi đang cho con ăn, nhà tôi bị pháo bắn sập, nghe tiếng bà đầm già trên trời. Ở xóm thì nghe tiếng nổ thật lớn, mọi người chạy ra coi, nhà cửa rung rinh, đồ đổ sập xuống. Ba tụi nó bị trúng miệng bom chết rồi. Chỉ còn ba mẹ con tôi, không có biết nương tựa vào ai, không biết đi đâu hết. Cậu Mà Lâm ơi, cậu Mà Lâm thương tình cho mẹ con tôi ở nhà. Cậu Lâm ơi, Mà Lâm ơi. Bộ bà con thím hả thím Lâm? Nó kêu ổng bằng cậu. Chu à, mày đã tới đây rồi á thì cứ ở đây. Dạ. Tao đâu có đuổi mẹ con mày đâu mà mày khóc. Nhà sập á thì cũng buồn, chồng mày chết cũng buồn. Cố dưỡng sức mà lo cho hai đứa nhỏ. Dạ. Thôi dẫn tụi nó vô nhà đi, lát tao nấu mì cho ăn. Dạ, cảm ơn mợ. Trời ơi, mấy người này chạy nạn sớm kiếm chỗ xa xa chạy. Hoặc tìm chỗ nào chính phủ giúp đỡ rồi vô. Tự nhiên chạy lại nhà tôi chi cái đống vậy?
Muốn tôi chết chồng luôn hả? Quýnh quán quá, gia đình tôi không biết đi đâu. Anh làm ơn cho tôi tá túc ít ngày. Nếu êm á, tụi tôi trở về nhà. Còn nếu không anh tới đây á, thì tụi tôi đi đánh chú khác. Nhà tôi chật chội lắm, sao chứa hết nhà chị được. Sao tỷ à, cho anh ta ở đỡ vài ngày đi. Hết đánh nhau họ trở về nhà, gặp nạn ta mới gõ cửa nhà mày. Mày làm lơ mày nghĩ coi sao được. Nhà tôi á, ở ngoài bự vậy chứ, ở trong chút xíu à, chút chút sao ở. Ăn nhiều chứ ngủ nhiều, cho họ trải đỡ chiếc chiếu ngoài ba ngủ cũng được sao. Thì cho họ ngủ ngoài ba thì ngủ đi. Ê, nhưng mà lo ăn tôi không lo đâu mà nghe. Nhiều đây sao lo ăn nổi. Đó, có thêm mấy người tới nữa kìa. Thính tính giùm tôi luôn đi. Khu tiệm thuốc bắc ở gần chợ có bị dội bom không vậy? Hồi chúng tôi chạy nạn, họ đang bắt đầu đánh nhau ở góc đó đó. Bắn nhau mà mày chạy đi đâu vậy Lợi? Tiếng súng gần lắm. Tiếng súng phía sau lò gốm gần đây á. Bà có một số ở bên này, một số đi qua nhà tôi. Vô nhà mau đi. Trời ơi, lẹ lên lẹ lên. Thị Trúc, mấy người chậm như rùa vậy. Thị Trúc, mày đâu rồi Trúc? Dạ lẹ lên, lẹ lên. Gom đồ lẹ lên, cứ ngồi trốn nó hoài à. Gom đồ chạy khỏi chỗ này, mày ngồi đó có thoát chết được đâu. Còn mẫn làm gì đi qua đi lại hoài vậy? Gom đồ lẹ lên. Tới nhà người ta mà không có đồ bận là khổ lắm đó. Trời ơi là trời, ở nhà mình đã khổ rồi, bây giờ lang thang đất khách quê người, không biết sao đây. Lúc này ai cũng khổ, mày đứng đó than khóc cái gì? Chết rồi, cảnh sát thì bắn về dãy nhà mình. Tất cả núp vô quầy lẻ lên. Mà muốn chết thì sao mà còn đứng đó? Trời ơi, bà chết bà có đem theo được cái vali này không? Trời ơi, sống mà mất mấy cái vali này còn khổ hơn chết nữa. Anh hai, có nghe tiếng động gì không? Tiếng súng chứ tiếng gì? Không phải chỉ có tiếng súng đâu. Anh nghe kỹ coi. Ba ơi, hình như có tiếng búa tiếng đục bên vách nhà mình nè. Không được, phải đi lánh nạn thôi anh hai. Họ bớt đánh nhau rồi. Mấy người muốn đi hay ở lại đây? Bà tính đi du lịch hay đi đâu? Bà vác mấy cái vali này, cái nào cũng nặng hơn bà, ai mà vác cho nổi. Nhà mình có xe lam, kêu thằng Tài nó chở. Nó chịu ở đây đi hứng nạn cho bà. Nó về nhà nó rồi. Tài xế gì mà nhắc khích nè, thấy chủ gặp nạn lại bỏ trốn. Nó đang gặp nạn, bà giúp nó được không? Vặt tới nơi mà còn cười nữa hả? Cười hay không, giặt tới, ngu gì khóc. Trời ơi, xác chết trước nhà. Mình chạy đi ba. Chạy đi đâu bây giờ? Mình chạy xuống khu lò gốm đi ba. Mày tính tới đó gặp Phúc để chết chùm đó hả? Ngu, họ đánh nhau ở đây xong là họ tới lò gốm liền bây giờ. Tất cả theo tôi đi về Sài Gòn, chỉ cộng không có lọt vô đó nổi. Không có ở đâu bình yên bằng ở đó. Có người chạy tản cư rồi, nhà mình đi đi. Bà bỏ bớt hai cái vali lớn lại đi. Bà nói đúng đó, bỏ bớt lại đi gì à? Ông xách hai cái vali lớn, tôi với Mẫn với Thủy Trúc xách mấy cái vali nhỏ. Mình ra ngoài trả tiền cao một chút, lo gì mà không có xe đi. Tôi phải ở lại coi nhà, không đi đâu hết. Bà không đi, con cũng không đi. Không được, con là con gái. Tụi nó đột nhập vô nhà mà một đứa có nhan sắc như con, làm sao tránh được móng vuốt của tụi nó. Theo gì đi Sài Gòn đi. Ba ở lại con lo lắm. Nếu đi thì cả nhà mình cùng đi, nghe ba. Ba phải ở lại coi nhà, nhà không người ở. Tụi trộm cướp thừa dịp vô đây lấy hết đồ đạc, mình trở về trắng tay con à. Trắng tay nhưng còn người, làm lại mấy hồi. Chứ nhà cửa còn đó mà ba không còn thì để làm gì. Đi thì đi.
Dạ. Cảm ơn. Ăn đi con. Nè, không có dành nữa nha. Khổ tới nơi không lo. Cười cái gì? Nín đi. Con nít mà, nó không biết khổ có khi lại hay đó. Cứ để cho nó cười đi. Để mai mốt có khi lớn lên, có cười cười cũng không được. Hồi nãy mày đi đâu với anh Phượng? Qua nhà con Ngọc. Để làm gì? Nhà nó cháy rụi hết rồi. Trời, rồi ông bà Tư với nó có sao không? Không biết họ đi đâu, ở đâu nữa. Tụi nó đang đánh ở khu chợ gần tiệm thuốc bắc. Không biết Thủy Trúc có sao không? Tao rầu quá. Con người làm sao đỡ được đạn bom chứ? Tôi đã nói với mấy người, bom đạn mắc hơn bánh kẹo, đâu có ai ngu mà đổ xuống đất. Tôi cam đoan chỉ mấy ngày sau mọi việc sẽ trở lại bình thường. Dù trở lại bình thường nhưng chồng con cũng đã chết, nhà con cũng đã sập luôn rồi. Chồng mày chết là do số của nó, còn căn nhà mày lo gì? Báo có đăng, quốc gia sẽ cấp tôn thiết cây để làm lại nhà. Bom đạn của quốc gia làm hư hại nhà dân thì quốc gia trợ cấp cũng phải thôi, nhưng còn sinh mạng con người, không có ai làm cho người ta sống lại được. Chiến tranh mà, bên nào không trực tiếp thì cũng gián tiếp làm khổ dân. Nó bỏ bom kìa. Lẹ đi. Vô đi con, cũng phải bom rơi đạn lại. Nó thả bom ở khu nhà ông Tiều. Trời, nhà ông Tiều, nhà thằng Sinh. Để con qua coi thử. Coi chừng đó con, lỡ chưa yên mới sợ. Nhưng mà bởi đi là hết rồi thím mà. Mày chờ tao đi nghe Phúc. Ông, mà nắm tay tôi làm cái gì? Cho tôi theo với. Trời đất, bà cầm con dao theo làm chi vậy? Con đồng già nó bằng con khủng long, bà có thể chặt đầu nó được không? Thôi đi. Ông, trời ơi, muốn làm anh hùng thì sao mà chạy ra đây? Thì nghe ngóng tình hình coi sao. Ở trong nhà trúng bom cũng chết à. Yên tâm đi, thằng Tài nó nói tụi nó sắp về đóng quân đây rồi. Mình được lính quốc gia bảo vệ, không có chết đâu. Trời, tụi nó còn không giữ được cái mạng, lấy gì bảo vệ cho bà tin nó. Thôi đi về. Đây. Đây. Ông Tiều. Cháu ơi, trời thần ơi, cháu bỏ ông mà đi về nè. Cháu ơi, bà con đưa ông Tiều về nghỉ đi, tụ tập đông đúc vậy máy bay trở lại nguy hiểm lắm. Cháu ơi, cháu. Thợ xã gửi cho con nè. Ở trọng viết cái gì vậy? Họ kêu con với thằng Lợi chiều nay lên xã họp khẩn cấp. Sao thằng Lợi không đọc cho cả nhà nghe? Nó có thèm nhìn tới tờ giấy này đâu. Phúc à, mày tính đi không? Không đi tụi nó chụp mũ mình đó ba. Chụp mũ thì sao chứ? Tôi biết tụi nó bắt tôi với anh đi lính, mình mà tới đó nó đẩy đi luôn đó. Anh muốn đi riêng mình đi, tôi không dễ mắc mưu tụi nó đâu. Trời ơi, tới nước này mà sống làm chi nữa nè trời. Phải trốn khỏi chỗ chết tiệt này đi ma. Ở chỗ nào mà không bị bắt lính, nhà mình đã không yên, còn biết đi chỗ nào nữa chứ. Nhưng ở chỗ người ta không biết mình là ai, mình khai gian tuổi, làm giấy tờ giả, sống trốn chui trốn nhủi, ai biết đâu bắt mình. Có nhà cô Phước ở thành phố, tại sao mình không lánh nạn tới đó? Lợi nói phải đó ông. Lâu nay ta không nói chuyện với cô Dượng của mày, nay có chuyện kéo cả đám ra ngoài cho tụi nó khi dễ hả? Tại ông cố chấp. Chứ cô Phước tụi nó hãy gặp tôi là hỏi tới ông à. Miệng nó lúc nào cũng tốt, nhưng không biết nó cư xử có được như vậy không. Ba má không đi, con cũng kiếm đường đi một mình. Con muốn ngồi đây làm hộp xí ngầu, để cho họ sốc tới sốc lui đâu.
Con thấy thằng Lợi nói đúng đó ba. Đây là nơi giáp ranh của quốc gia với Việt Cộng, thế nào cũng đánh nhau nữa. Đi để giữ mạng sống ba má. Ông tính sao? Vậy thì trời sụp tối, mẹ con bà cùng đi với bà con lánh nạn khỏi đây đi. Mẹ con bà đi trước đi. Ba tính ở lại hả? Ông tính gì kỳ vậy? Ông ở lại làm sao tôi đi được? Hay má với thằng Lợi ra nhà của Phước trước đi, con với ba coi tình thế ra sao rồi sẽ đi. Không được, tụi nó không để cho con yên đâu. Mày ở lại, tụi nó bắt mày cầm súng. Lúc đó mày bắn ai? Bắn vào thằng Sáu hay là bắn vào tụi lính đó chứ? Mày phải đi để lo cho má mày. Ông không đi, tôi cũng ở lại. Tôi ở lại canh chừng lò gốm, còn mồ mả tổ tiên. Hơn nữa, còn Sáu Tỷ, thằng Tài, chú Lâm. Bà quên rằng nhà mình có căn hầm bí mật hay sao? Tôi không sao, một mình tôi dễ xoay sở hơn. Bà đừng có cãi tôi. Tôi có chết đâu mà bà khóc. Vô má, nhanh lên má. Nhanh vô đi. Dạ dạ, không biết sự việc sao con đem ống trà cổ theo làm gì? Để nhà ba đem xuống hầm ba cất. Dạ. Má, má chờ con một chút, con qua đây con về liền. Lẹ lẹ về nghe Phúc. Dạ. Ông qua nhà Thiệu Trúc đó má, con cũng phải đi đây chút. Thôi đi, giặt giả tới rồi còn đi đâu nữa con. Xong đi được con đi không được. Mày con nít mà đi đâu? Người ta tản cư hết rồi má à. Mình có chỗ nào tới đâu mà tản cư. Thưa chú Tài. Con. Sao hai má con còn ở lại đây? Nhà tôi không ở thì đi đâu? Sắp có đánh lớn rồi. Ở đây lỡ bơm rơi đạn lạc thì chết. Sống chết đều có số cả. Mà đi đâu thì cũng đạn lạc bơm rơi chứ sao. Má con cũng không có chỗ nào quen biết để đi. Đi với tôi. Giữa những ngày loạn lạc như thế này, dù không quen người ta dám mở cửa giúp đỡ mình. Cứ ngồi lì ở đây, ai muốn tới bắn thì bắn, giết thì giết, tôi không còn sợ nữa. Nhưng nói vậy là sao? Anh đi đi, tôi không còn thiết gì nữa. Tôi mệt mỏi lắm. Nhưng không đi tôi cũng không đi luôn. Tôi ở lại, chết là hết chứ gì. Má kỳ quá à. Chú Tài lo cho má, má không chịu thì thôi, má còn quậu quọ với người ta. Con còn nít, biết gì chuyện người lớn. Má quên con bao nhiêu tuổi rồi hả? Má còn muốn quên tuổi của má đây nè. Hình như ở đây người ta chưa biết chiến cuộc đang nổ ra. Con thấy yên tĩnh quá. Thì em thấy đó, chiến tranh chưa lọt về tới chỗ này. Tới đây thấy khỏe hẳn, sống vậy mới gọi là sống chứ. Dẹp. Gì dữ vậy? Cô tụi nhỏ ơi. Tôi 21 nè, ăn ông rồi. Ai vậy? Tôi đây cô Dưỡng. Tới chơi mà tay xách nách mang chi thế, sợ quá chị Diệp. Chị vô nhà đi. Thưa cô Dưỡng. Ê Vinh, lâu quá không gặp. Mày có giống gì mập dữ vậy hả? Ăn gì kệ tao. Nhà tao toàn cao lương mỹ vị không à. Nhà cửa cô lúc nào cũng đông vui giống như Tết vậy đó. Mày ở trên trời rơi xuống hay sao mà không biết bây giờ đang là Tết? Mấy bữa nay ở quê con không biết Tết là gì hết. Sao vậy? Cô không biết ở dưới đang đánh nhau hay sao? Ở đó cách xa quá làm sao tao biết được. Ủa, chị Diệp tính đi lánh nạn ở đâu vậy?
Tôi xin cô nhượng cho ba má con tôi lấy nạn vài bữa. Nhà chị bị cướp hay bị cháy? Nếu bị cướp á thì anh Diệp với hai thằng con chị, nếu không đánh lại thì cũng phải biết báo cho cảnh sát chứ. Còn nhà bị cháy á thì kêu tụi nó làm đơn gửi lên xã, lên quận để xin trợ cấp, công đâu mà chạy tuốt xuống đây. Thôi, nếu lỡ chạy tới đây á thì chị và tụi nó ở lại đây ngủ tạm đêm nay. Không phải cướp hay cháy nhà cô à? Bộ cô không nghe ra vô nói gì sao? Chiến tranh nổ ra nhiều nơi, Việt Cộng đánh nhau với quốc gia dữ dội lắm. Bộ mày thấy mấy ông Việt Cộng đánh nhau với lính quốc gia thiệt hả? Ai mà không thấy. Nhìn họ có ghê lắm không? Không, Việt Cộng như người bình thường, giống như mình vậy nè. Tôi còn biết có một cô đẹp thấy mê luôn. Quân lính quốc gia gồm lính cảnh sát, lính bảo an, đóng chốt khắp nơi, ở ấp, ở xã. Vậy mà Việt Cộng vẫn len lỏi vô được. Lính quốc gia đông quá mà không làm gì được mấy ông Việt Cộng hả? Bên quốc gia lùng sục rất dữ, nhưng mấy ông lẹ lắm. Thoáng thấy ở trong nghĩa địa, ở bờ ao, trong vườn cây, trong chớp mắt, họ biến mất liền. Xạo cha, cha làm như họ có phép thần thông biến quá vậy. Tại họ giỏi, chỉ thấy lính quốc gia không làm gì được họ. Còn quân Mỹ lái máy bay, bỏ bom, bắn pháo, sau cùng mới biết không giết được Việt Cộng, mà chỉ thấy dân chết, nhà cửa cháy rụi hết. Vui quá, giống như coi cine ghê. Má má, ngày mai má cho con tới nhà mời Diệp, coi đánh nhau nghe má. Mày khùng hả mày? Vui gì mà vui con, bom đạn ì đùng, người sống người chết. Sợ quá mà Diệp mới chạy ra nhà con nè. Mập à, mày mà ở đó chắc mày sẽ sợ tè ra quần luôn đó. Chắc mày bị vậy rồi hả? Còn tao, tao không sợ. Nguy hiểm vậy sao ba mày không chạy theo luôn? Ba con ở lại coi lò, coi mồ mã tổ tiên. Ba con nói chừng nào tình hình xấu hơn thì ổng mới đi. Cô à, cô cho má và hai tụi con ở lại đây vài bữa nửa tháng được không? Nhà tao không có nhiều phòng, chỉ còn một chỗ trống ở bếp đó. Nếu má con mày ở được, tao để làm gì mà không cho. Cô nói vậy là má con tôi mừng rồi. Tụi bay tắm rửa thay đồ đi. Tết nhất khách tới chơi mà thấy hai tụi bay, họ sẽ bỏ chạy vì tưởng đi lộn nhà ông đổ rác. Má má, vô chơi tiếp đi má. Yêu thương mưa nắng, xin chờ nhau tháng ngày, tay trong tay nhau theo vòng xoay xứ trắng. Dòng đời như con sóng sao cứ lao đao, tìm lại mùa xuân trong tình người. Tình yêu như trăng sao ta mãi chờ, phong ba ta vẫn yêu người. Yêu em yêu xứ trắng, trắng trong tình yêu này, lòng ngoài lòng có yêu nhau không? Yêu em yêu xứ trắng, nở hoa miền đất này, lòng nhu lòng tình yêu như trăng sao ta mãi.